Thưa quý vị, sáng nay ngày 5 tháng 12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, diễn đàn kinh tế Việt Nam do Ủy ban kinh tế của Quốc hội phối hợp cùng Ban kinh tế Trung ương và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã khai mạc theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại Hà Nội cùng 57 điểm cầu. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Lê Minh Trung và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Miến cùng chủ trì tại điểm cầu thành phố Đà Nẵng với chủ đề khôi phục và phát triển bền vững diễn đàn được tổ chức trong thời gian một ngày chia thành hai phiên tập trung vào các vấn đề phục hồi và phát triển kinh tế xã hội các chính sách tài hết tiền tệ bảo đảm an sinh xã hội và nguồn cung lao động nghiên cứu các chính sách ứng phó với covid 19 đã được thực hiện trên thế giới và rút ra bài học kinh nghiệm cho việt nam qua đó xây dựng thêm căn cứ khoa học và thực tiễn hỗ trợ nền kinh tế sớm vượt qua khó khăn phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng thích ứng tốt hơn với trạng thái bình thường mới không lỡ dịp xu thế phát triển của thế giới đạt được các mục tiêu trước mắt cũng như trong dài hạn